Vâng, em tranh thủ nghỉ trưa thì quay lên cho các bác một cái lồi nhé, nồi áp suất, inox, và cái lồi này dùng để đun ga và đun hồng ngoại bác nhé. Nồi về trong tình trạng thì nếu mà gọi là những dòng hàng cũ hàng bãi thì có nói là quá là đẹp. Mở lồi ra này. Ok nhá, bên trong rất ok đây này. Hơi nước này. Bên em lại test các thứ ok. Hơi nước này. Nồi trong tình trạng rất là đẹp. Nồi là nồi 5,5 lít nhá. 5,5 lít này. Đun từ đun đun ga này, chỗ này đun ga này và đun hồng ngoại nhá. Nó không đun từ đấy nhá, quý vị lưu ý nhá. Rất là ok. Con này dùng cho gia đình lớn nhỏ đều được hết, ok hết nhá. Nồi áp suất quá là đỉnh luôn, hàng nội địa của Nhật nhá quý vị nhá. Hàng nội địa của Nhật đây này. Con này thì trước những con đẹp này toàn là hơn triệu thôi. Bây giờ hôm nay trời mưa gió mấy cả nhà em cũng sẽ bán xả ra nhá, cho các bác. Thì vừa rồi là có những cái lồi nó cũ hơn rất là nhiều, nhà em bán 790 nhá, còn những lồi này là toàn là 850 đến 900 đó. Thì riêng hôm nay là trời mưa gió là em cũng xả một con lồi này cho các bác nhá. Các bác lưu ý là lồi đun ga và đun hồng ngoại cho các bác nhá. Đó, bếp ga và bếp hồng ngoại đó. Thì con này em để cho các bác với giá cực kỳ gọi là siêu VIP luôn nhá. Con này em để cho các bác là 690 mà thôi, để cho bác 590.000 nhá, phê chưa? 590.000 con nồi này chỉ duy nhất hôm nay thôi nhá. Ngày mai không có giá này đâu ạ. Vâng, chỉ duy nhất hôm nay trời mưa gió, bác nào lấy thì chuyển khoản cho em nhá. Đó, 590.000 con nồi này quá VIP. Đó, không thể tưởng tượng nổi một con nồi quá đẹp nhẹ mà lại 590.000. Ok nhá. Đó. Bán xả lỗ luôn cho các bác luôn hôm nay vì trời mưa gió nhá. Các bác không đến được cửa hàng, rất nhiều các bác gọi cho em. Hôm nay em sẽ liên tục xả rất nhiều các mặt hàng cho các bác để các bác chỉ cần việc ngồi nhà để mua thôi nhé. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và bằng em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.